Một trong những sản phẩm du lịch mới dự kiến sẽ được ra mắt trong thời gian tới đó là tour trekking. Đây là hình thức du lịch dã ngoại đi bộ đường dài. Thanh Hóa có nhiều điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở miền Tây là tiềm năng lợi thế để khai thác tour trekking. Hiện các ngành chức năng và các đơn vị liên quan đang tập trung khảo sát, xây dựng tour tại các huyện như Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân. Du khách chắc chắn sẽ có những trải nghiệm thú vị trên hành trình dã ngoại cộng với khám phá nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Dự kiến, sự kiện công bố sản phẩm du lịch trekking tour sẽ được tổ chức tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Bá Thước. Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào công bố khai thác các sản phẩm du lịch như là du lịch mạo hiểm, trekking tour tại các huyện miền núi Thanh Hóa như là Bá Thước, Thường Xuân, Lăng Chánh và Như Thanh. Với cái loại hình du lịch cộng đồng vốn là cái thế mạnh của các địa phương miền núi trong những tháng cuối năm này. Đấy là một cái sản phẩm gần như là cái sản phẩm bổ trợ rất là tốt cho cái du lịch của cộng đồng. Bởi vì thực ra mà ngoài cái việc là chỉ có đi trải nghiệm ngắm cảnh, chụp ảnh thì khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách du lịch quốc tế lại rất là thích. Cùng với phát triển sản phẩm du lịch mới, tỉnh Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng làm mới sản phẩm du lịch hiện có. Trong những tháng cuối năm, theo lịch hoạt động, sẽ diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn như chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại thành phố Thanh Hóa, lễ hội Lam Kinh, lễ hội Flamingo Halloween Festival và chương trình âm nhạc mùa thu Ibiza, giải Marathon băng rừng Việt Nam năm 2024 diễn ra tại Bá Thước, lễ mừng cơm mới và giải đua thuyền truyền thống huyện Thường Xuân. Hàng loạt các sự kiện gala tất niên và countdown chào năm mới hoành tráng sẽ được tổ chức tại các quần thể du lịch, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh. Chương trình thu của chúng tôi là mở mùa từ ngày 8 tháng 8 thì có rất nhiều chương trình ưu đãi thị trường xa, thị trường gần trong nước và đặc biệt là về với Thanh Hóa thì chúng tôi sẽ phát triển cái dòng khách đi về phía Tây, Thanh Hóa Pù Luông 2 ngày, 3 ngày hoặc là căn cứ vào các cái chương trình du lịch và sự lựa chọn của du khách thì chúng tôi có những cái chương trình áp dụng cho khách đoàn, khách lẻ. Để hưởng ứng các chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang nỗ lực liên kết với các doanh nghiệp du lịch khác trong nước để trao đổi nguồn khách, trong đó tập trung truyền thông, quảng bá tour phù hợp cho mùa thu đông của Thanh Hóa.